Xin chào các bạn, ở video này chúng ta lại tiếp tục giải quyết tiếp bộ đề ôn tập của học kỳ 2 của khối lớp 7. Và bây giờ mình sẽ giải quyết đề số 13 ha. Ở phần này mình sẽ giải quyết 5 câu đầu tiên trước, rồi bây giờ mình sẽ đi làm câu số 1. Câu số 1 cho đơn thức A bằng A là bằng trừ 5 phần 4 x y mũ 2 nhân cho 2 phần 3 x mũ 2 y mũ 3 rồi lại mũ 2 nữa nhân cho x mũ 2 y mũ 4. Thì câu A đề kêu yêu cầu thu gọn đơn thức A. Vậy đây trước khi thu gọn thì mình phải giải quyết các cái lũy thừa trước. Đây, đây có dính lũy thừa 2. Những cái mà không có dính lũy thừa thì mình sẽ ghi lại ha. Lũy thừa 2 thì mình sẽ lũy thừa từng cái thừa số ở trong cái hoạt đơn nó luôn. Như vậy thì nó sẽ thành là 4 phần 9 nhân x mũ 4 nhân y mũ 6. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nhân số với số, biến với biến. Sẽ là trừ 5 phần 4 nhân cho 4 phần 9. Rồi tới biến x là x nhân x mũ 4 nhân x mũ 2. Và biến y là y mũ 2 nhân y mũ 6 nhân y mũ 4. Và mình tính toán ra được là 5 phần trừ 5 phần 9 nhân x mũ 7 nhân y mũ 12. Sau khi thu gọn thì đề tiếp tục yêu cầu xác định hệ số phần biến và bậc. Như vậy, hệ số thì sẽ là con số đứng ở đầu tiên ha. Và lấy luôn dấu hệ số sẽ là trừ 5 phần 9. Phần biến sẽ là phần còn lại chưa biến là x mũ 7 y mũ 12. Và bậc sẽ là tổng bậc của từng biến là 7 cộng 12 là 19. Câu C, tính giá trị của đơn thức A tại x bằng trừ 1, y bằng 1. Vậy, tại x bằng trừ 1, y bằng 1, thì chỗ nào có x mình thế là trừ 1, chỗ nào có y thế là 1. Vậy sẽ ra A bằng trừ 5 phần 9 nhân trừ 1 mũ 7 nhân 1 mũ 12. Tính toán ra được là 5 phần 9. Sang câu số 2 là một bài toán về chỉ tỉ số bằng nhau. Câu A cho x phần 10 y bằng y phần 6 bằng z phần 24 và biểu thức 5x cộng y trừ 2z bằng 28. Thì ở đây mình sẽ áp dụng tính trước chỉ tỉ số bằng nhau. Dụng tính trước chỉ tỉ số bằng nhau. Và mình sẽ ghi lại cái tỉ số bằng nhau trước ha. Là x phần 10 bằng y phần 6 bằng z phần 24. Và mình sẽ biến đổi tử cho giống biểu thức đề cho là 5x cộng y trừ 2z. Tương tự ở dưới mẫu sẽ là 5 x 10 cộng 6 trừ 2 x 24. Thì trên tử thì 5x cộng y trừ 2z đó chính bằng 28 và mình thế bằng 28. Và dưới mẫu khi tính toán mình sẽ ra được là bằng 8, rút gọn sẽ là 14 phần 2 ha. Hay xin lỗi là 7 phần 2. Như vậy mình sẽ tính được x, y và z. X sẽ bằng 7 phần 2 nhân 10 là bằng 35. Y thì bằng 7 phần 2 nhân 6 chính là bằng 21 và z bằng 7 phần 2 nhân 24, số ra bằng 84. Vậy mình đã tìm được x, y, z ở câu A. Sang câu B thì đề không có cho sẵn một cái dãy tỉ số bằng nhau, thì ở đây mình sẽ biến đổi hai cái đơn thức để cho hai cái biểu thức để cho là 3x bằng 2y và 7y bằng 5z. Thì ở biểu thức trên mình sẽ lấy, nhưng cái đây là tích chéo của hai phân số bằng nhau, vậy mình sẽ đổi nó về hai phân số bằng nhau, chính là x phần 2 bằng y phần 3 và phía dưới là y phần 5 bằng z phần 7. Bây giờ mình sẽ quy đồng mẫu của y cho giống với lại cho hai cái đơn thức này giống nhau, có nghĩa là mình quy đồng
y phần 3, y phần 5 thì về y phần 15. Vậy ở trên là mình sẽ chia cho 5 đúng không? Vậy x phần 2 chia 5 là x phần 10 và y phần 15. Ở dưới thì mình sẽ chia cho 3 thì mình sẽ có được là y phần 15 bằng z phần 21. Từ đây mình sẽ có được dãy tỉ số bằng nhau là x phần 10 bằng y phần 15 bằng z phần 21. Vậy là mình đã có được dãy tỉ số bằng nhau. Từ đây mình áp dụng tính trắc dãy tỉ số bằng nhau. Có x phần 10 bằng y phần 15 bằng z phần 21. Và mình sẽ biến đổi tử cho giống với biểu thức đề cho là x trừ y cộng z. Này là bằng x trừ y cộng z thì dưới mẫu cũng sẽ tương ứng bằng 10 trừ 15 cộng 21. Trên tử x trừ y cộng z là 32, thế 32 vào. Dưới mẫu mình sẽ tính toán ra được là 16, đây là bằng 2. Từ đây tìm được x, y, z ha. X sẽ bằng 2 nhân 10 là 20. Y bằng 2 nhân 15 là 30. Và z bằng 2 nhân 21 bằng 42. Vậy mình cũng đã tìm được x, y, z ở câu B. Bây giờ mình tiếp tục sang câu số 3. Câu số 3, một bạn dự tính mua bánh và nước ngọt để chuẩn bị cho một buổi tiệc. Biết rằng cứ hai người sẽ ăn hết một gói bánh và ba người sẽ uống hết một chai nước. Gọi x sẽ là số người tham dự. Cô A viết biểu thức biểu diễn số gói bánh và số chai nước cần mua theo x. Vậy, số gói bánh cần mua hai người thì sẽ ăn hết một gói bánh, vậy bốn người thì ăn hết hai gói. Vậy mình có x người sẽ là x chia hai gói bánh ha. Tương tự số chai nước ngọt cần mua ba người thì sẽ uống hết một chai nước ngọt, vậy nó chính là x chia 3. Như vậy là xong câu A. Câu B. Giả sử một gói bánh là giá 20.000 đồng và một chai nước ngọt là giá 15.000 đồng. Viết biểu thức biểu diễn tổng số tiền mà bạn cần dùng để mua bánh và mua nước ngọt. Vậy tổng số tiền cần dùng một gói bánh thì giá 20.000, mình cần mua x chia 2 gói bánh, vậy sẽ là x chia 2 nhân 20.000 cộng với một chai nước ngọt là 15.000 đồng và mình cần mua x chia 3 chai. Vậy lấy x chia 3 nhân cho 15.000 đồng. Đây, sau khi mình tính toán và thu gọn lại, mình sẽ ra được là 15.000 nhân với x đồng. Như vậy là xong bài số 3. Bài số 4. Để giúp một bạn có hoàn cảnh khó khăn, ba lớp 7A, 7B, 7C đã quyên góp số vở với tỷ lệ là 9, 13, 9 chia 13 chia 5. Vậy đây là một bài toán tỷ lệ thuận. Biết lớp 7C góp ít hơn 7A là 48 quyển vở. Tìm số quyển vở mỗi lớp đã quyên góp. Vậy mình gọi A, B, C lần lượt là số quyển vở. Mà lớp 7A, 7B, 7C quyên góp. Thì đương nhiên là ABC sẽ là những con số tự nhiên khác không ha. Rồi, từ đây theo đề ta có
3 lớp 7A, 7B, 7C đã quyên góp số vở tỷ lệ với 9 13 5, có nghĩa là A chia 9 sẽ bằng B chia 13 và bằng C chia 5. 7C thì quyên góp ít hơn 7A là 48 quyển vở, có nghĩa là lớp 7A quyên góp nhiều hơn 7C là 48 quyển. Chị ta sẽ lấy A trừ C bằng 48. Đây, từ đây mình sẽ ra được một bài toán về giải tỷ số bằng nhau, giải áp dụng tính chất giải tỷ số bằng nhau. Ta có A phần 9 bằng B phần 13 bằng C phần 5. Rồi mình biến đổi sao cho trên tử là A trừ C ha. A trừ C thì dưới mẫu sẽ là 9 trừ 5 bằng 48 chia 4 và bằng 12. Như vậy từ đây ta sẽ tìm được ABC ha. A sẽ là 12 nhân 9, B là bằng 12 nhân 13 và C là bằng 12 nhân 5. Từ đây ta tính toán ra được A bằng 108, B bằng 156 và C bằng 60. Từ đây ta kết luận ha. Bài số 5, một cửa hàng buôn bán hoa quả đặt hàng 4,5 tấn cam với giá là 18.000 đồng một ký. Tiền vận chuyển là 1 triệu 600.000 đồng. Giả sử 10% số cam bị hỏng trong quá trình vận chuyển và tất cả các số cam còn lại đều bán được. Hãy tính xem mỗi kg cần bán với giá bao nhiêu tiền để thu lại số tiền lãi là 8% so với tổng chi phí bỏ ra. Như vậy thì đầu tiên là mình phải tìm tổng chi phí bỏ ra đúng không? Tổng chi phí bỏ ra sẽ là số tiền đặt hàng là 4,5 tấn cam với giá là 18.000 đồng một ký, vậy phải đổi 4,5 tấn về kg đã. Rồi, mình sẽ tìm tổng chi phí bỏ ra. Tổng chi phí bỏ ra sẽ là 4.500 nhân với số tiền một ký là 18.000, và lưu ý phải cộng luôn số tiền vận chuyển ha, là 1 triệu 600.000 đồng. Và sau khi tính toán mình sẽ ra được là 82.600.000 đồng. Bây giờ mình chưa biết là mỗi cái cam cần bán với bao nhiêu tiền thì mình hình đặt ha. Đặt ít là số tiền mỗi kg cam cần bán. Như vậy thì nếu mà ta bán được hết số cam thì tổng số tiền thu về lưu ý là đã 10% số cam đã bị hỏng rồi thì mình chỉ bán được 90% số cam thôi đúng không? Như vậy thì nó sẽ là 4.500 nhân cho 100% là trừ đi 10% là số cam hỏng này nhân ít, và khi đó mình tính toán ra được là 4.050 lần x đồng. Ta biết là ta cần bán sao cho số tiền lãi là bằng 8% so với tổng chi phí bỏ ra. Vậy bây giờ mình sẽ đi tìm số tiền lãi ha. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái công thức để mình có thể tìm nhanh hơn. Đó là phần trăm của tiền lãi. Nó chính là bằng số tiền mình thu. Mình trừ đi số tiền vốn và mình chia cho số tiền vốn ban đầu. Và đương nhiên là nhân 100%. Như vậy mình sẽ áp dụng công thức này để tìm con x. Thì ta có số tiền vốn,
Và số tiền thu về đó chính là 4.050x trừ cho số tiền vốn là 82 triệu 600 nghìn. Chia cho tổng tổng tiền vốn cũng là 82 triệu 600 nghìn. Nhân 100. Nó sẽ bằng là 8%. Mình không có ghi dấu phần trăm ở đây ha. Từ phương trình này thì mình sẽ dễ dàng giải được và tìm được con x. Thì mình sẽ tìm được con x ra bằng 2.022.026,5 27. Thì ở đây đề yêu cầu là làm tròn tới hàng nghìn, vậy nó chính là xấp xỉ 22.000 đồng. Như vậy mình đã có được số tiền cần bán để lời được 8% ha. Rồi như vậy chúng ta đã giải quyết xong 5 câu đầu tiên của đề số 13. Và các em nhớ theo dõi video tiếp theo để mình giải quyết tiếp 2 câu cuối cùng.